vấn đề an sinh xã hội với chế độ chính trị, so sánh giữa Thái Lan và Việt Nam. Ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, vấn đề an sinh xã hội luôn là vấn đề quan trọng, được người dân quan tâm, đặc biệt là các chính sách an sinh xã hội với người cao tuổi. Cổng thông tin chính phủ của Việt Nam vào ngày 29 tháng 6 đưa tin, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, các đại biểu Quốc hội đã thông qua luật bảo hiểm xã hội có sửa đổi. Đáng chú ý, luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đã bổ sung chương 3 về trợ cấp hưu trí xã hội. Cụ thể, công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên nếu không có lương hưu, hoặc đối tượng là công dân Việt Nam từ 70 tuổi đến 75 tuổi, thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đáp ứng các điều kiện theo quy định, thì được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội do ngân sách nhà nước đảm bảo. Đây được coi là một sự tiến bộ trong chính sách an sinh xã hội đối với người cao tuổi ở Việt Nam. Nhưng nếu nhìn sang các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, thì Việt Nam còn thua rất xa. Trong khi ở Việt Nam được biết, mức chuẩn trợ cấp xã hội với người nghèo trên 75 tuổi chỉ có mức duy nhất một khoản ở mức bình quân là 360.000 đồng mỗi tháng, tương đương có 500 bạt. Thì người già Thái Lan từ 60 tuổi trở lên được nhận trợ cấp hàng tháng theo mô hình bậc thang. Người 60 tuổi nhận được 600 bạt, 70 tuổi 700, 80 tuổi 800 và 90 tuổi trở lên 1.000 bạt. Ngoài ra, mỗi người nghèo ở Thái Lan còn được nhà nước cấp thẻ tín dụng trị giá khoảng 300 bạt mỗi tháng để lĩnh miễn phí các nhu yếu phẩm cần thiết như bột giặt, gạo, chất đốt tại các cửa hàng bán lẻ. Đối với các hộ gia đình nghèo sử dụng điện dưới 60kW mỗi tháng sẽ được miễn phí toàn bộ. Không chỉ là người cao tuổi mà cả người nghèo ở Thái Lan cũng hạnh phúc hơn người bình thường ở Việt Nam. Thái Lan có một chế độ an sinh xã hội tốt mà kể cả các quốc gia có nền kinh tế phát triển cũng chưa chắc có thể làm được. Đặc biệt, hai chính sách hàng đầu là y tế và giáo dục. Theo đó, giáo dục ở Thái Lan là miễn phí 100% trong vòng 15 năm. Còn y tế thì thực hiện chữa bệnh không mất tiền cho mọi công dân, kể cả các bệnh hiểm nghèo. Chương trình giáo dục miễn phí của Thái Lan quy định tất cả trẻ em Thái Lan từ 3 tuổi trở lên khi học ở hệ thống trường công được miễn phí giáo dục toàn bộ trong 15 năm phổ thông hay các trường dạy nghề. Nhà nước Thái Lan chi trả tiền cho tất cả các chi phí liên quan đến việc học tập của học sinh như sách vở, giấy bút, cặp sách và cả đồng phục. Phụ huynh học sinh không phải trả bất kỳ chi phí nào. Vấn đề chữa bệnh miễn phí cho toàn dân cũng tương tự. Mọi công dân Thái Lan đều được chữa bệnh miễn phí tới 100% theo yêu cầu mà không phải trả tiền và được cấp thuốc men miễn phí. Chuyện an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay, nếu so sánh với Thái Lan, vẫn là một câu chuyện buồn và đáng thất vọng. Hai vấn đề lớn nhất, giáo dục và y tế, vẫn là một gánh nặng cho người dân, chiếm tỷ trọng lớn trong chi tiêu với các bậc phụ huynh, học sinh ở Việt Nam. Cho dù nhà nước Việt Nam vẫn nhân danh xã hội chủ nghĩa, nhưng tại sao họ không miễn phí giáo dục và y tế theo truyền thống của các nhà nước cộng sản như Cuba hay Bắc Hàn, đến nay vẫn duy trì. Một số đông người Việt Nam hiện nay không biết rằng sự khác biệt kể trên có thể là thể chế chính trị giữa Thái Lan và Việt Nam tạo nên, có thể thấy rõ khi so sánh giữa thể chế chính trị độc đoán toàn trị ở Việt Nam với thể chế chính trị dân chủ đa đảng ở Thái Lan. Đây là sự khác biệt giữa một nhà nước của dân, do dân và vì dân thực sự, khi chính quyền do người dân Thái Lan bầu ra bằng lá phiếu của chính họ, với một nhà nước của ông, do ông và vì ông, theo kiểu đảng cử dân bầu, mà thực chất người dân Việt Nam không có một chút quyền lực nào trong sinh hoạt chính trị. Quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Vấn đề an sinh xã hội với chế độ chính trị so sánh giữa Thái Lan và Việt Nam. Tại sao nhiều quan chức tham nhũng khi bị bắt tự nhiên lại bị tâm thần? Đã từ lâu dư luận xã hội Việt Nam đặt câu hỏi vì sao có rất nhiều quan chức và doanh nhân khi bị khởi tố bắt giam trong các vụ án tham nhũng lớn đang khỏe mạnh bỗng lăn đùng ra trở thành tâm thần. Đây là một vấn nạn đã xảy ra hàng chục năm nay. Tờ báo Tiền Phong vào ngày 28 tháng 6 đưa tin Bộ trưởng Công an mở rộng điều tra vụ án tạo dựng kết quả giám định tâm thần. Bản tin cho biết vào ngày 28 tháng 6, Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã có thư khen Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội C02. Theo đó, C02 được khen vì có thành tích đấu tranh triệt phá chuyên án, bắt giữ các đối tượng có hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ để tạo dựng hồ sơ bệnh án tâm thần, kết luận giám định tâm thần sai thực tế cho đối tượng phạm tội, bị kết án phạt tù nhằm đối phó với các cơ quan chức năng, ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự. Qua tìm hiểu được biết, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa đã có một số vụ bê bối trong việc giám định và chứng nhận kết quả tâm thần
cho một số cá nhân liên quan đến các vụ đại án để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Điển hình như vụ cựu giám đốc công ty đất vàng Hoàng gia Trần Thị Mỹ Hiền bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 816 tỷ đồng. Trong một vụ án nhưng bất ngờ bà Hiền đã có giấy chứng nhận kết quả giám định tâm thần của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa. Kết luận cho rằng bà Hiền đã mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Sau đó bà Hiền đã bỏ trốn và đang bị truy nã. Tương tự, tờ báo Tuổi Trẻ dẫn trường hợp của bà Tống Thị Bạch Lan vào năm 2020 đã bị Tòa án Nhân dân TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Viện này chứng nhận cho bà Lan rằng tại thời điểm gây án, đương sự bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Hiện nay đương sự mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Nhờ đó bà Lan được cho đi chữa trị bệnh bắt buộc và đã bỏ trốn. C02 cũng cho biết, tính đến chiều ngày Chủ nhật 16 tháng 6 đã có 13 người của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa bị bắt và triệu tập, bao gồm 11 viên chức và 2 cán bộ đã nghỉ hưu. Trong số những người thuộc viện này bị bắt giữ có ông Lê Văn Hùng, viện trưởng, bác sĩ Nguyễn Thành Công, phó viện trưởng, ông Bùi Thế Hùng, cựu viện trưởng, bác sĩ Nguyễn Văn Trọng, trưởng khoa điều trị bắt buộc, nhóm nghiện chất và nhiều bác sĩ điều dưỡng khác. Được biết, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa trực thuộc Bộ Y tế được thành lập vào năm 2015. Chức năng của viện là giám định pháp y tâm thần, quản lý, điều trị người rối loạn tâm thần theo quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh của các cơ quan tố tụng. Đã từ lâu, dư luận đã có những thông tin về những nghi vấn liên quan đến một số người khỏe mạnh, không mắc bệnh tâm thần. Nhưng khi có liên quan đến các vụ án thì lại được viện này chứng nhận bị bệnh để tránh bị pháp luật xử lý hình sự. Lâu nay, sự cấu kết giữa các lãnh đạo trong ngành tư pháp với các lãnh đạo, các bác sĩ, nhân viên y tế lợi dụng Điều 447 Bộ Luật Hình sự 2015 theo đó. Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần, một bệnh khác là mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình thì không phải chịu trách nhiệm hình sự. Theo giới quan sát, với những quy định như vậy, việc lách luật chạy án bằng giám định tâm thần để trốn tránh trách nhiệm hình sự diễn ra phổ biến trong thời gian qua tại Việt Nam. Vì thế, có những đối tượng phạm tội rất nặng lại lợi dụng những kẽ hở để thoát tội bằng việc bỏ tiền ra mua kết quả giám định tâm thần. Đồng thời, cũng có nhiều bác sĩ liên quan đến lĩnh vực này bị kết án về tội nhận hối lộ trong việc làm giả các kết luận bệnh tật tâm thần. Theo báo Tuổi Trẻ, vào năm 2016, cựu chánh án Tòa Hình sự Tòa án Nhân dân Tối cao Đinh Văn Quế trong một hội nghị của ngành tòa án đã chất vấn rằng tại sao các quan chức, doanh nhân tham nhũng lại bị tâm thần nhiều đến thế. Công luận cho rằng cụm từ chạy bệnh nên bổ sung vào các cụm từ chạy chức, chạy quyền, chạy án, chạy luân chuyển. Trong đó chạy bệnh dễ hơn chạy các thứ khác bởi lý do có ai kiểm tra được tính xác thực của bệnh án và bản giám định pháp y trong các hồ sơ điều trị bệnh tâm thần đâu. Cùng lắm cũng chỉ là yêu cầu giám định lại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tại sao các quan chức tham nhũng bị bắt tự nhiên bị tâm thần nhiều đến thế? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.